Thanh Thịnh, bên trong Thanh Châu, Khương Quốc. Có nhiều bạn cũng thích AD làm bộ này lồng tiếng tổ tiên trên cao. Cháu ba đời của Diệp gia, Diệp Huyền vô tài vô đức, từ giờ trở đi bãi bỏ chức thế tử của Diệp Huyền, lập Diệp Lan làm thế tử mới. Vì sao? Ca ca đang nằm ở Nam Sơn tranh giành quyền khai thác khoáng mạch cho gia tộc, vậy mà các người lại tùy tiện tìm một cái cớ để phế đi vị trí thế tử của Na Ca. Chuyện này, đây không phải là muội muội của Diệp Huyền sao? Lại dám đối đại trưởng lão, phản đối đại trưởng lão, đúng là không biết tốt xấu. Chuyện này không công bằng. Cái ca ta vào sinh ra tử vì gia tộc, gia tộc đối xử với huynh ấy như thế là không công bằng. Cái gì? Không biết tôn trọng tượng bối, trước mặt mọi người phản đối trưởng lão, lôi xuống phạt 30 gậy để răn đe kẻ khác. Nếu như làm loạn từ được thì không còn nương tay, đã hiểu chưa? Thuộc hạ làm ngay. To gan, ai cho các người lá gan động vào mũi mũi của ta? Miền chính đã tới. Điện thoại nó hơi lát, hơi có phần giật giật. Mình sẽ cố gắng kéo cho nó không bị giật. Diệp Huyền, người dám đánh người của ta? Sao hắn lại tới đây? Không phải mình đã phái người đi giết hắn rồi sao? Lý nào? Ta không quan tâm hắn là người của ai. Chết rồi. Minh Chính mới vào mà Minh Chính đã bá đạo rồi. Động vào muội muội của ta thì hắn chỉ có thể là người của Diêm Vương. Diệp Huyền, ngươi chỉ là một tên thế tử bị phế. Diệp Huyền, ngươi chỉ là một tên thế tử bị phế, ngươi dám giết người trước mặt mọi người sao? Mới vào mà Minh Chính đã bá đạo rồi, đánh tới tận trưởng lão luôn. Đại trưởng lão tu vi thất phẩm ngự khí cảnh đấy. Diệp Huyền, chỉ ở ngũ phẩm bát tức cảnh, đối đầu với đại trưởng lão thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Lực chiến đấu của Diệp Huyền sao tự nhiên lại mạnh đến như vậy, không thể không giết. Thế tử bị phế sao? Xem ra đại trưởng lão già rồi nên đã hồ đồ. Diệp là người được trời chọn vừa mới thức tỉnh, hắn mới xứng là thế tử của Diệp gia. Người được trời chọn là con cưng của trời đất. Cả nước Khương không có tới 10 người, đều hùng bá một phương. Nếu như Diệp Lan là thế tử mới, vậy thì theo thể quy định thì để làm mọi người tín phục. Hắn không thể từ chối đệ tử trẻ tuổi của Diệp gia đến khiêu chiến. Ta muốn khiêu chiến với hắn. Ồ, muốn khiêu chiến, được thôi. Chỉ có điều xuống ta hãy lên xin tử đài, người có dám không? Trong Diệp gia, nếu người trong nhà có mâu thuẫn không thể giải quyết được thì sẽ lên sinh tử đài quyết chiến. Một khi đã lên sinh tử đài thì tự chịu trách nhiệm sống chết. Có gì mà không dám, chúng ta lên sinh tử đài. Chuyện gì ta này? Chẳng lẽ hắn không sợ chết hay là chắc chắn có thể giết được ta? Một tháng sau, tộc trưởng xuất quan, chúng ta sẽ quyết đấu đúng lúc để ngày ấy làm chứng, miễn cho miệng đời nói ta ám người. Được, một tháng sau, ta sẽ lấy cái mạng chó của người. Hắn ta ngay ở bên ngoài liều mạng với kẻ khác, lực chiến đấu không tệ, người có chắc chắn không? Con vừa mới thức tỉnh võ hồn chưa dùng hòa triệt đỡ với cơ thể này. Một tháng sau, thì Thanh Thịnh không còn ai là đối thủ của Diệp Lan con nữa đâu. Đâu không? Không, không đâu nữa. Ca, sao có thể quyết chiến sinh tử với Diệp Lan chứ? Quỳnh có chắc chắn không? Yên tâm đi, ca nhất định sẽ thắng. Ta sẽ bảo vệ muội để muội không bị bọn họ bắt nạt nữa. Linh Nhi vô dụng, chỉ toàn là làm vướng chân ca. Thôi ngủ đi. Thôi, vết thương. Nói đi, ai phái người tới giết ta? Diệp Huyền, đan điền của người đã bị tập phế rồi. Cho dù người giết ta thì sau này sẽ vĩnh viễn chỉ là một phế nhân mà thôi. Xem ra lũ người đó là do đại trưởng lão phải tới rồi. Ta vì Diệp gia vào sinh ra tử,
Hôm nay bọn họ lại muốn giết ta. Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho muội muội, chữa bệnh cho muội ấy nữa. Chiếc nhẫn này nhìn nhìn như vậy là tụi đời giống Võ Đồng càng khôn quá. Chiếc nhẫn là quyết định tương lai cho Minh Chính. Tập 2. Đây là cái gì? Tháp. Nhìn toàn là xích không à. Nơi này là cái tháp trao chốt vót. Mở cửa. Ta là thượng giới kiếm chủ, bị nhốt ở trong ngục này 1200 năm. Hôm nay tứ biết đã đến lúc phải chết. Để lại truyền thừa hy vọng người đến sau sẽ niệm tình mà lo lắng cho thường kiếm tông. Kiếm pháp này lợi hại như thế, nếu như mình có thể luyện thành, lúc đánh nhau với Diệp Lan chắc chắn là có thêm mộ kiếm giết chết hắn. Đan điền của mình đã vỡ nát rồi, không thể sửa được truyền thừa của kiếm tu này. Hả? Ai? Là ai đang nói? Trời sinh có linh, cơ thở có sông linh căn. Thảo nào, ngục tháp lại chọn ngươi. Lại thêm một cô nàng này chắc là sống 100.000 năm nữa rồi đây. Giống bộ thần hồn võ đế. Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng đan điền của ngươi đã bị hủy. Còn sử dụng phương pháp đặc biệt mới có thể tu luyện lại. Ở đây, ta có một bộ công pháp, chỉ còn ngươi tu luyện được nó là có thể đưa kiếm vào đan điền. Nếu như kiếm có thể luyện thành kiếm thể thì sẽ nhận được tin phục của vạn giới. Ngươi có muốn học không? Vì tiền bối này, vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Bởi vì ngươi là tháp chủ mới ở nơi này, cho nên ngươi còn phải đi tìm chính đạo tắc của giới phụ tháp bị mất tại thành thường giới. Đương nhiên, mỗi lần tìm được một đạo tắc, sức mạnh của ngươi không chỉ tăng lên, mà còn có thể điều khiển tất cả nguồn sức mạnh cao cấp trong tháp này tùy ý sử dụng. Nếu không, phong ấn sẽ bị phá vỡ, những chí tôn đó sẽ ra ngoài. Ngươi yếu ớt như vậy thì ngươi sẽ là người chết đầu tiên. Đây là phúc hay là họa? Lúc ta đi vào, nhìn thấy ba cái chuôi kiếm ở trên đỉnh tháp, có thể dùng để luyện kiếm thể sao? Ba cái chuôi kiếm đó là tượng trưng cho ba loại kiếm đạo chí tôn trên trời đất. Nếu như ngươi không sợ chết thì có thể thử. Kiếm đã bị cấm ở đó 1200 năm rồi, linh lực chỉ còn 1/10, có lẽ phù hợp với người lúc này đó. Nhưng nếu muốn hấp thụ vào đan điền thì cũng nguy hiểm vạn phần. Ngươi chọn lựa thế nào? Bây giờ ta còn phải chọn lựa sao? Cho dù chỉ có 1/1 cơ hội sống cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc. Yên tâm đi, có ta ở đằng sau, ngươi sẽ không chết đâu. Võ kỹ kiếm thể quyết truyền vào não. Kiếm đạo lấy thân làm đỉnh, lấy kiếm làm đan, dùng vạn kiếm để dưỡng sinh, dưỡng kiếm thể vĩnh sinh bất tức. Hấp thụ cho ta, ta cũng phải bảo vệ Linh Nhi, tuyệt đối sẽ không thất bại. Tập 3. Đại trưởng lão, cho dù là sát thủ ta phái đi không thể chết giết chết được Diệp Quy. Tuy nhiên, những người sống sót từ Lý Gia tận mắt nhìn thấy đan điền của hắn đã bị phế rồi. Đan điền bị phá thì vẫn dám lên sinh tử đài. Được lắm, mượn cơ hội lần này lập uy cho Liệp Lăng. Mùi mũi kia của hắn phải giải quyết ngay đi. Ai cười? Hóa ra là thật, bây giờ mình đã là lục phẩm khí biến cảnh rồi. Có cây kiếm nhỏ. Ca ca, huynh đã ngủ 3 ngày rồi đó, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Là kẻ nào? Lâm, nói đi. Là vương quản sự của nhà bếp. Hắn đem cơm có dồi đến cho chúng ta ăn, lại còn chửi bới nữa. Muội tức quá nên mới... Cái gì? Đi nào, cái đùi lại công bằng cho muội. Ôi, hóa ra là thệ tử cũ. Phải rồi, Diệp khổ trưởng đã chính thức đính hôn cho muội mọi người với ta. Sau này chúng ta... Ây da, còn có người xấu như vậy nữa. Ngươi là cái thằng đầu heo à. Ta chưa bao giờ đánh Linh Nhi, ngươi dạm
lại dám đánh mũi ấy. Ấy dù số nhỏ Diệp Huy, người dám giết người trước mặt trưởng lão, người có còn coi ta ra cái gì không? Quỳ xuống cho ta. Dám đến hôn muội muội ta với một cái tên tạp dịch, người mới là kẻ phải quỳ xuống. Cả vương quản sự của phòng bếp bắt nạt muội. Đây là hình vẽ biếm họa nhé. Đi, ca đồ lại công bằng cho muội. Ấy da, Diệp Huyền chết hết chuyện. Tập 4, dám đến hôn muội muội ta với một tên rác rưởi, ngươi chính là kẻ phải quỳ xuống. Không thể nào, vì sao uy lực của ngươi lại mạnh như thế? Ngươi là do ngươi quá yếu. Để ta tiễn ngươi đi chỗ nốt chặng đường cuối cùng. Ngươi thật là to gan. Ngươi đến lại. Diệp Huyền, ngươi dám mưu sát trưởng lão, ngươi muốn tạo phản sao? Cà, đã trưởng lão tới rồi, đừng quan tâm tới muội nữa, cà mau chạy đi. Không sao đâu, ta đúng là muốn thử cảm giác tạo phản đấy. Sao nào, đại trưởng lão có muốn đánh với ta một trận không? Người nên đối chiến là chúng ta mới phải. Diệp Lan, chỉ mới mấy ngày mà con đã đến khí biến cảnh rồi. Diệp Lan thê tử, đã đến được khí biến cảnh rồi, thật là nhanh. Phải đấy, tốc độ tu luyện này phải gọi là một kỷ lục mới của Diệp gia. Vài ngày mới đến khí biến cảnh vẫn là hơi lâu đấy. Nếu không đánh thì đừng có lãng phí thời gian nữa. Diệp Huyền, ngươi! Đại trưởng lão, để hắn đi đi, con sắp đến được ngự khí cảnh rồi. Nếu như bây giờ đụng đến hắn, sợ là người ta sẽ nói con sợ hắn, cố ý để ngài gây rắc rối, bất tài vô dụng. Ta sẽ cho người sống thêm mấy ngày, cái tên tiểu tử thối ngu ngốc. Đến lúc đó, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Tập 5. Cà, bọn họ nói Diệp Lan đã tính lục phẩm khi biến cảnh rồi sao? Sao hả? Đệ Nhi, lo lắng cho ca không đánh được hắn sao? Đối với Linh Nhi, ca ca lúc nào cũng là người mạnh nhất. Chỉ tại Linh Nhi làm vướng chân ca ca. Mùi biết ca, với Lan Diệp tranh giành vị thế thái tử, chỉ vì có thể lợi dụng đặc quyền của thái tử để trị bệnh cho Linh Nhi. Nhưng mà... Linh Nhi, mùi phải nhớ là người thân của ta chứ không phải là gánh nặng. Nhất định ta sẽ chữa cho mùi, để mùi vui vẻ gả ra ngoài. Ư, còn lâu, cho dù có gả cũng muốn gả cho ca ca. Ngươi nói rằng giữa khí biến cảnh và ngự khí cảnh còn có một kim thân cảnh bị ẩn đi nữa sao? Phải, kim thân cảnh là tu luyện xác thịt, có thể làm cho sức mạnh của người tăng lên gấp bội. Đây là một cảnh giới mà đại đa số người đều không biết. Ngươi chỉ còn thúc đẩy kiếm khí trong cơ thể để cho nó tự động tản đi trong tứ chi bách hải là được rồi. Ồ, vậy được, để ta thử. Xuất hiện dị tướng, không hổ là thể chất tu luyện trời sinh. Chẳng qua chỉ là tu luyện kim thần cảnh mà lại có thể tạo ra dị tướng. Chỉ có điều bây giờ người không nên quá kiêu căng. Dị tướng của trời đất cám tạ trời xanh đã chiếu cố Diệp gia, chiếu cố Diệp Lan. Đồng thanh, một canh giờ trước khi ta đột phá cảnh giới rồi, tại sao bây giờ dị tướng mới chịu tới? Nếu như không phải ta, còn có ai đó có khả năng tạo ra dị tượng như thế này nữa? Xem ra Diệp Lan ta chiếm được vị trí thứ nhất trên bảng yêu nghiệt rồi. Wow, với sức mạnh này, cho dù bây giờ đột phá ngự khí cảnh luôn cũng không phải vấn đề gì. Sai, kim thân cảnh chỉ là cơ bản thôi, nền tảng càng tốt thì sau này mới có thể đi càng xa. Tiền bối, trước đây ta có nói với người về chứng thương hàn của em gái ta, người nói có cách chữa trị. Đương nhiên là ta có cách, nhưng ngươi không có đạo tắc. Ngươi không đưa người vào đây được thì ta cũng chịu thôi. Thật là đáng ghét thật. Xem ra phải giải quyết Diệp Lan sau xong phải mau chóng đi. Này, vẫn tu luyện
Mọi người trong tộc đều đang đồn thổi Diệp Lạc Đất gọi được dị tượng thiên nhiên cái gì đó. Hiện tượng dị tượng thiên nhiên tính là cái gì? Cho dù là có ông trời tới thì cả nhất định cũng sẽ thắng. Đi nào, ta đưa muội đi dạo. Cái con bé đó đúng là quái dị. Ai thế này? Bên ngồi thanh thần, dị tượng thiên nhiên. Đây là sao chỉ có đùi và núi đồi thế này xuất hiện ở đây? Cả đáng ghét, mũi có phải trẻ còn đâu chứ, có thể tự đi mà. Nữ linh tinh, trong lòng ta mùi mũi luôn luôn là đứa trẻ. Mau nhìn kìa, đó là tiểu thế thiên tài của nước Khương chúng ta, An Lan Tú đó. An Lan Tú, ca, chúng ta mau qua xem đó đi. An Lan Tú, đệ nhất thiên tài của nước Khương, cũng là người trẻ tuổi nhất. Từng được viện trưởng của Học viện Thương Mộc mời tới học tập, là người trẻ tuổi đạt tới làn không cảnh nhanh nhất của nước Khương. Trước giờ chưa từng có ai chịu được một chiều của cô ấy. Chắc là vì cô ấy tới đây là vì Diệp Lan. Chèn chút thế này thì còn mệt hơn cả trận đánh nhau với đệ tử Lý Gia Hồn đó. Ai... ẩn dấu cảnh giới, xem ra hắn chính là Lã Diệp Lan. Người đã gọi dị tượng tới sao? Ngươi chính là Diệp Lan phải không? Hãy tiếp chiêu của ta. Cảnh biếm họa, sao lại quay lại đây rồi? À quốc sĩ, ngươi đã lạc đường trong rừng 3 ngày rồi đó. Cô gái xinh đẹp hình như ai cũng lạc đường thì phải. Tập 7. Ngươi là Diệp Lan phải không? Hãy tiếp chiêu của ta. Tỷ tỷ nhận nhầm người rồi. Chẳng qua chúng ta đều là người Diệp phủ, ta có thể dẫn tỷ đi tìm Diệp Lan. Con bé này nhất định đang nghĩ mấy cái thứ xấu xa. Hả? Cho dù ngươi có phải là Diệp Lan hay không thì cũng có tư cách đánh nhau với ta. Muốn tỉ thí một chút không? Đánh cũng được, nhưng phải đợi 2 ngày sau. Tuy rằng ngươi không tệ, nhưng không có tư cách để ta phải đợi. Ồ, thế ngươi nói thế thì ta không vui lắm đâu. Ý chà, chạy đâu vậy? Ồ, rút cái dưa leo ra. Mình chính biết mấy cô nàng thích ăn dưa leo mà. Ây da, dưa chuột của ta. Sao lại có anh chàng phản diện nằm ở đứng đây đấy chứ? Quần chúng, chỉ dùng quả dưa có thể chém đứt tóc. Ngươi là kiếm tu ư? Không hổ là An đại tiểu thư, tóc đúng là mềm quá. Qua, wow, các ca thật là lưỡi hải. Kiếm tu trẻ tuổi thế này, thứ cho ta đắc tội. Ta thu lại vời lời vừa nói, ngươi có đủ tư cách để ta phải đợi. Phần tóc đức, An tỷ tỷ, đây chính là Diệp phủ. Diệp gia các ngươi may mắn thật đấy, có 2 thiên tài có thể gọi được dị tượng thiên nhiên. Một là ca ca ngươi. Ồ, An cô nước đại giá hoàng lâm, Diệp gia vinh hạnh được đón tiếp. Hai đứa các ngươi đang làm cái gì thế? Mất mặt còn không mau cút ra ngoài. Tập 8. Liên quan đất gì tới ngươi? Đúng là mèn chính. Bọn họ vừa... À cô nương, Diệp Huyền tôi rất bình thường, ngang ngược kiêu ngạo. Trước đây con nói muốn quyết đấu sinh tử với ta, đúng là buồn cười. Tư chất bình thường, ngươi là ai? Đây là Diệp Lan mà An cô nương muốn tìm, chính là người được trời chọn. Dài nhận bực này, không muốn công bổn thế tử chuyển thế. Đời nàng biết được sự lợi hại của ta, nhất định sẽ thuần phục ta. Cái gì mà có từ chuyển thế ở đây? Ngươi được trời chọn. Tu vi phù phiếm như bong bóng sắp vỡ, các ngươi đang đùa với ta hả? An cô nương, lời này của cô là có ý gì? Tức là ngươi không có đủ tư cách,
tư cách để tỉ thí với ta. Vậy thì nhận một quyền của ta đây. Diệp Lan, An cô nương là quốc sĩ đấy. Ghê chưa, đánh ra rồng. Tại sao con trẻ thế mà cô đã lĩnh ngộ được thường ý? Nếu như ngươi đã đánh ta, còn coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc ngươi quá nhát gan, thế nào chuyện thế để tu luyện lại? Đồ rác rưởi. Hả? Cái vụ chuyện thế mà còn nhát như vậy sao? Tập 9. Diệp phủ nhà cao cửa rộng, nhưng lại chỉ có một lũ người không não. Hai ngày sau ta tới tìm ngươi. Diệp Lan cũng không sao chứ? Cút đi. Nếu không phải do ông đột nhiên lên tiếng, chắc chắn tôi đã cho cô ta đẹp mắt rồi. Tiền bối, An Lan Tú hôm nay ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Thấy cô ta thế nào? Bình thường, ngươi và muội muội ngươi không kém hơn cô ta đâu. Đặc biệt là muội muội ngươi, con bé có khả năng vô tận. Chẳng lẽ Linh Nhi so với cô ta không kém mà còn giỏi hơn ư? Ây da, sao tới gần như vậy? Đừng có dựa vào gần như thế. Nhưng chuyện này nó sẽ nói với người sau, biết sớm thì không tốt cho người lắm. Đi rồi, bây giờ sức mạnh của bản thân người mới là quan trọng. Người có muốn thử tu luyện một môn kỹ không? Kiếm kỹ là một loại võ kỹ, đẳng cấp võ kỹ cao nhất của Diệp gia, chỉ là nhân giai. Phía trên là thiên giai, bên phải là địa giai, bên trái là nhân giai, phía dưới là linh giai, phía kề bên phải là tục giai, huyền giai. Cấp bậc của nhân kiếm định sinh tử không? Tiền bối, sao lại không có đẳng cấp gì thế? À, kiếm này là thiên giai, cũng là tục giai, sức mạnh của nó hoàn toàn dựa vào niềm tin của người với kiếm đạo. Wow, lợi hại vậy à? Tiền bối, yêu người chết đi mớ. Ây da, mày mà tay né nhanh. Người đừng có vui mừng quá sớm, phải tu luyện nhiều vào mới đạt được sớm được sử dụng được kiếm ý này. Ta biết rồi tiền bối, hai ngày sau ta sẽ không để người thất vọng. Thấm thoát qua hai ngày, đã tới ngày đấu gia đài sinh tử. Người đông như kiến, vui như lễ hội. Kìa, đại trưởng lão dựng một cái lôi đài to thế này này. Ồ, Linh Nhi, bộ hạ muốn mượn cơ hội này để thể hiện sức mạnh với bên ngoài, lập uy cho Diệp Lan. Wow, bộ hộ làm thế là quá bất công. Nhìn kìa, đó không phải là thành chủ cùng với Trường gia và Lý gia gia chủ sao? Không ngờ trận tỷ thí này còn có bọn họ cũng có mặt nữa. Khi nào Linh Nhi, chúng ta cũng nhìn rõ xem. Wow, gia chủ Gia Lý Mộc, thành chủ Thanh Thành Khương Niệm, gia chủ Trương gia Trương Liệp, quá cao to. Thành chủ cùng hai vị gia chủ đến đây cũng là vinh hạnh của lão phu. Mời ba vị ngồi, cuộc tỷ thí sắp bắt đầu rồi. Có người đang nhìn chằm chằm mình. Ghê chưa? Ồ, phớt vô. Cái cử chỉ này đã bị vẽ mờm rồi nhé. Phế vật đáng chết. Hôm nay là cơ hội để con nổi tiếng, đừng có kích động quá. Cứ để cho hắn tự đắc ý một chút đi. Cũng được, để cho hắn sống thêm vài phút. Hôm nay cảm ơn các vị đã đến chứng kiến trận tỷ thí sống chết giữa thế tử Diệp Gia và Diệp Lan cùng với đứa cháu trắng ra sao là Diệp Quyền. Diệp Quyền thì tính cách tốt lại càng đảm, làm cho đám nhóc Trường gia tội lúc nào cũng ghen tị. Thật là đáng tiếc, Diệp gia cũng không thể chữa nổi hắn. Nếu sinh ở Lý gia thì tôi biết mấy rồi. Mấy cái lão già Diệp gia thật là thiển cận. Cái chuyện ngu ngốc như vừa dập thiên tài cũng chỉ có mấy cái lão mới làm được thôi. Một khi đã lên sinh tử đài, sống chết tự chịu. Bất cứ kẻ nào đều không được nhúng tay tỷ thí. Bắt đầu. Gió lên. Diệp Huyền, ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của... Những câu nói mà ghi ba chấm thế này đều xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Ủa, chưa kịp hét. Của ai? Đánh nhau sinh tử mà ngồi nói chuyện là chết.
mình chính lúc nào cũng tận dụng cái thời cơ. Lặp lại từng hình ảnh trước, tập 11. Ây da, ta không nằm mơ đấy chứ, nhéo ta coi. Ây da, không có đâu. Chỉ có một quyền mà Diệp Quyền lại đánh ngã được Diệp Lan rồi ư? Diệp Quyền, ngươi thật là vô liêm sỉ, dám đánh lén. Lão già, trận chiến sinh tử bắt đầu rồi, chẳng lẽ lại còn nghe các người nói mấy cái câu vớ và vớ vẩn ư? Xuống đây đánh mông ta nè. Tất quá. Đúng đấy, bốn thanh chủ cũng nghe đại trưởng lão hô bắt đầu rồi, sao lại gọi là đánh lén chứ? Khương gia chủ nói rất đúng. Cái gì? Tại sao các ngươi lại hiệp lực giúp Diệp Huyền? Vừa rồi coi như là bổn thế tử khinh địch, khí thở đùng đùng. Bây giờ ta sẽ cho các người thấy sự giữa khác biệt thiên tài và rác rưởi. Wow, hắn ta là ngự khí cảnh, tức là đáng sợ. Diệp Lan chỉ mới có 18 tuổi thôi, không hổ là thiên tài. Wow, Diệp Quyền sắp thua rồi. Ca ca cố lên. Diệp Huyền, ngươi phải chết. Ánh sáng lóe ra, hai tay chập vào, phản diện lúc nào cũng. Ây da, ta mới là người được trời chọn, sao có thể thua như vậy chứ? Mới có một chiều, Diệp Huyền giấu đi sức mạnh. Tập 12, Diệp Huyền giấu đi sức mạnh. Diệp Lan, hộ vệ của Diệp gia đâu? Diệp Huyền gian dối ám hại người cùng tộc, diễn kháng cho lão phu, còn ngang ngược như thế cho được. Ca không ăn gian, sao các người có thể? Đúng vậy, các người thua rồi mà còn không chịu nhận, đúng là vô liêm sỉ. Cái lũ ngu ngốc các người hãy câm miệng vào, hộ vệ đâu, còn đợi gì nữa, mau. Đợi đã, Diệp Huyền, đại trưởng lão bị giáng chức xuống trường lão, còn ngươi vẫn là thế tử, chuyện này cứ giải quyết như thế đi có được không? Tộc trưởng, người không thể làm như vậy. Cầm mồm. Thôi được, chứ chuyện này không phải đều do dọc tưởng nhằm đồng ý sao? Mượn tay đại trưởng lão để áp chế ta, rồi lại mượn tay ta áp chế đại trưởng lão, từ đó cũng có địa vị tộc trưởng của người. Ta cũng chẳng thèm làm cái tư thế gia thị thế tử của Diệp gia. Đúng là không biết tốt xấu. Nếu đã như vậy, Diệp Huyền phản bội gia tộc, bốn tộc trưởng sẽ tự tay giết hắn. Ây da, con có thể ngang ngược như vậy không? Còn hơn con cua. Ai tới? Diệp ra hành động như vậy đúng là đã làm cho bốn tiểu thư mở rộng tầm mắt. Chẳng lý đây là thành chủ Khương Thành Thương Niệm tham kiến An Quốc Sĩ. Được rồi, đừng có mà cản trở bốn tiểu thư làm việc. Cô nàng này xinh quá nhỉ, vẫn thua sư phụ của mình chính. Wow, Diệp Huyền, thời hạn 2 ngày đã đến rồi, bây giờ có thể chấp nhận kiều chiến của bốn tiểu thư chưa? An tiểu thư, tại sao lại phải khiêu chiến cái tên phế vật Diệp Huyền này? Nếu ngươi còn nói thêm một từ nào nữa, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Được, vậy thì mời tiểu thư ra chiều. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là kiếm tu ư? Úi trời ơi, nhà họ Diệp lại bức ép một thiên tài kiếm tu phải ra đi, đúng là điên khùng. Không ngờ ca của ngươi còn là kiếm tu. Vì tôi ngày đó chắc chắn là do hắn gọi đến phải không? Đều là tại ngươi đuổi Diệp Huyền đi, hắn ta là kiếm tu đấy. Toàn bộ Diệp gia hủy trình tay ngươi rồi. Chẳng phải lúc đầu ngươi đã đồng ý phế Diệp Huyền, bãi bỏ chức vụ thế tử của hắn sao? Ngươi nói lại lần nữa xem.
À, tộc trưởng đừng tức giận, chúng ta cứ bắt mùi mùi của Diệp Huyền và Diệp Linh đi, như vậy có thể chuyển bại thành thắng. Cái lão già người ngu à, không nhìn thấy Khương Niệm đang bảo vệ con bé sao? Hai người đang xông vào. Thường ý xuất rồng, mình chính đã bay kiếm, nguy hiểm quá. Chẳng qua chụp thương kéo tới đây có còn là đánh lộn nữa không? An tiểu thư, xin đắc tội. Một ánh sáng lóe lên. Ca, đừng lo lắng, hắn không sao đâu. Cái này mình chính chết chắc luôn rồi. Dám động vào mơ ước của bao nhiêu thằng con trai. Thôi chết. Tập 14, thôi chết. Biến ra. An tiểu thư, tôi không có ý động vào cô, xin hãy thứ lỗi. Bốn tiểu thư không phải là người như thế, lúc còn chiến người rất mạnh. Còn cú đạp cuối cùng ta đã để dùng hết sức lực mới có thể làm người bị thương. Cà cà, không sao, may quá. Đồ ngốc, ca ca có muội rất lợi hại, đừng có lo lắng nhé. Nếu như ngươi đã rời khỏi Diệp gia, hay là đến học viện thương mộc ở Thánh Đô đi, sau này chúng ta lại tiếp tục đấu. Học viện thương mộc đâu phải là nơi ta có thể vào. Đây là ngọc bội của tùy thân của bốn tiểu thư, ngươi cầm lấy, học viện thương mộc sẽ thu nhận ngươi. Đến học viện thương mộc chắc là Linh Nhi sẽ được cứu rồi. Học viện thương mộc, tôi xong rồi. Ngồi đâu, hãy cho người phế đi đan điền của đại trưởng lão, nhốt vào thủy lao. Đêm đến, Diệp Huyền, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu. Diệp lang ta sẽ trả thù gấp 10 lần. Nếu không, ta không phải người. Xin lỗi nhé. Từ khi sinh ra đến giờ, ta vẫn luôn biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thế là câu cuối cùng của anh ta không phải là người thì là ma rồi. Linh lão, người cảm thấy Diệp Huyền như thế nào? Sát phạt quả quyết là một người tài, nhưng hắn và tiểu thư là hai người của hai thế giới khác nhau, hắn không xứng với ngài. Linh lão nghĩ nhiều rồi, người có thể làm cho bốn tiểu thư động tâm không tồn tại trên thế giới này. Đây chỉ là câu nói của mở đầu thôi, chưa biết kết chuyện có thể sẽ thay lòng. Tập 15, thấm thoát đã qua 3 ngày rồi. Con ngựa phi hỏa này. Kìa, đã đến Thánh Đô rồi hả? Kìa, cách Thánh Đô không xa nữa, chúng ta đến Tiên Sơn Thành rồi. Từ đó phải ngồi vận thuyền mới đến được Thánh Đô. Vận thuyền chính là cái loại thuyền có thể bay được trên trời sao? Úi trời, thuyền đi dưới đất chứ, lộn dưới biển chứ. Chính là nó đấy. Bên ngoài có gió lớn, mùi bốc vào đi, cẩn thận bị bệnh đấy. Người tuôn mùi mùi người thật đấy. Úi xa giật á mình, cô từ đâu chui ra thế? Đây chỉ là ảnh thôi, trừ ngươi ra thì không ai có thể nhìn thấy ta. Vậy tiền bối chạm có được không? Ồ, chạm mà không trúng thì thành ma sao? Nếu như ngươi còn động tay động chân, lần tu luyện sau xem ta xử lý ngươi như thế nào. Đừng mà tiền bối, ta chỉ tò mò thôi, không sợ nữa, không sợ nữa. Ta đi ra để nhắc nhở ngươi, đừng chỉ nhớ đến mùi mùi của ngươi. Phong ấn tầng thứ hai của tháp sắt mất tác dụng rồi, nếu ngươi không tìm được đạo tắc
thì chết đấy. Thì ta cũng đang rất gấp mà. Nhưng cô phải nói cho ta biết là đi đâu để tìm đào tác chứ. Nếu như ta biết thì còn ngươi làm cái gì? Trong Thiên Sơn Thành. Lão đệ à, đây là 500 kim tệ tiền bán, xe ngựa của ngươi cầm lấy đi. Đi xong bán xe ngựa luôn. Tình Nhi, đi nào, đi vào thành phố mua đồ. Hoàng hôn, người đến người đi. Wow, Hải Mông, mua chiếc nhẫn màu tím trên sạp hàng bên trái đi. Wow, cô nàng này nhìn thấy bảo vật rồi. Ồ, chào người anh em, muốn mua gì sao? Cái này bao nhiêu tiền? Ngươi thật là tình mắt đấy. Chiếc nhẫn này được làm từ bảo thạch rất hiếm thấy đấy, giá chỉ có 10 kim tệ. Ta mua. Đợi chút đã. Chiếc nhẫn này ta ra giá 20 kim tệ bán cho ta đi. Lúc nào cũng có người phá rối. Kaka ta đã mua trả tiền xong rồi, sao ngươi có thể đến cướp được chứ? Có kẻ dám tới cãi nhau với mình ư? Wow, mỹ nữ, ngươi tên là gì thế? Ta là Linh Nhi. Làm sao thế? Ngươi là tên nữ biến thái à? Giữa đường dưới chợ làm gì mũi ta thế? Này, đây là thiên hỏa nổ ngọc. Ngươi cầm nó theo người, có thể tạm thời áp chế hàn khí trong cơ thể. Sau khi ta làm việc xong, sẽ đưa ngươi đi. Ghê chưa? Nể mặt mùi mũi của ngươi, chiếc nhẫn này ta sẽ cho ngươi. Ồ, mất tiên rồi. Thần tiên ư? Không biết con bé lúc nãy là cảnh giới gì mà nó đi là biến mất luôn rồi. Hiện tại ngươi không thể đối địch lại với cô ta đâu. Nhưng cô ta không có ác ý gì với mùi mũi của ngươi cả. Khối ngọc bội đó có thể dùng được. Nó tốt cho Linh Nhi. Cà, khối ngọc này thật là ấm. Ôm nó trong người rất là thoải mái. Thoải mái là được rồi. Mùi thấy ta nói đúng không? Hàng ký trong cơ thể mùi nhất định có thể chữa được mà. Ừ, mùi tiền lời ca. Tôn chủ muốn thu đứa trẻ đó sao? Ừ, chỉ là một hương quốc nhỏ bé mà cũng có người có thể chất đó. Nếu như không phải chuyện của thường giới kiềm chủ thì quá gấp gáp, bây giờ ta đã đưa cô ta đi rồi. Vậy anh trai của cô bé đó có thu về không? Đan điền bị phá hủy từ chất bình thường, phế vật thì thu về chỉ lãng phí cơm gạo à. Không còn quan tâm đến hắn. Chuyện của quan trọng là cậu bé tên Diệp Linh kia. Tập 17. Sông nội hải của mình chính. Một kiếm định sinh tử, mình tu luyện thành công rồi. Muốn trở thành kiếm đạo tông sư thì phải lĩnh ngộ kiếm tâm của chính mình. Ngươi còn lâu mới tới. Bây giờ ngươi chưa tới được ngộ khí cảnh, vì thế có thể bị phản phệ. Đây chỉ là hình ảnh tượng trưng cho kiếm kỹ mà thôi, không phải là kiếm mang thực sự. Cho dù có như thế thì ta cảm thấy nếu như sử dụng như kiếm định sinh tử thì ta chẳng sợ ngự khí cảnh. Ngươi đừng có coi thường kiếm kỹ này quá. Ngươi thậm chí có thể chiến đấu được với lăng không cảnh. Còn nữa, trong phong ấn của chiếc nhẫn này ta đã giúp ngươi giải trừ rồi. Nhẫn dẫn lôi có thể khởi động trọn phát trong nhẫn, dẫn ra lôi điện cực số lần còn lại 5 lần. Cái gì? Sao giống trong game thế này? Ngươi tình mắt như thế, sau này chúng ta phải thường xuyên đi ra ngoài mua đồ, có lẽ sẽ nhặt được vật quý. Ngươi nằm mơ đi. Ơi, ta chỉ nói đùa thôi mà, sao lại đánh ta ra ngoài? Vật này quá quý hiếm, phải cất nó đi thôi. Người tránh ra, tiểu nhà đầu đừng có làm loạn, chơi với gia một chuyến đi. Không có chuyện gì đâu, hả? Đứa nào? Cha. Lão này, không cần hỏi lý do. Lê Nhi, không sao chứ?
muội không sao. Sau khi muội lấy nước trở về thì người này cứ quấn lấy muội không cho muội đi. Người lại mà lấy giáp đồng thú trên địa bàn của Tí Tiên Lầu chẳng sống rồi à. Phải quỳ xuống xin lỗi cho ta, ta sẽ tha lỗi cho ngươi. Nếu ngươi có nói nữa thì ta cũng không đảm bảo kiếm của ta không đâm xuống đâu. Không, đừng có giết người mà. Ở đây có kẻ muốn giết ngươi. Dân tay bên trong quân thuyền của Ma Túy Lầu cấm đánh nhau. Tập 18. Cầm điện thoại lâu tay ở đây tê luôn rồi. Dân tay trên vân thuyền của Túy Tiên Lầu không được đánh nhau, là do hắn ta làm phiền tuổi này. Ba người làng không cảnh, sáu người người kia cảnh, sức mạnh của Túy Tiên Lầu đúng là kinh khủng nhỉ. Cứu mạng, hắn muốn giết ta. Xuống âm phủ mà giải thích với Diêm Vương đi, ném tất cả xuống sông. Đừng tà cho ta đi. Quy tắc của quy vân thuyền rất nghiêm, cho dù ngươi là kiếm tu cũng phải tuân thủ. Quản lý của Tí Tiên Lộc Hằng Hương Mộng, các ngươi tự nhảy xuống hay là ta ném các ngươi xuống? Kiếm tu thì không được. Vậy không biết đại kiếm tu có được trở thành ngoại lệ không? Lại còn đại kiếm tu, cái tên lừa đảo thì có. Tiền bối đừng có bốc mỹ ta, nếu ta nhảy xuống thì ai tìm đạo tác cho người? Các cương quốc không có quá 100 kiếm tu, sao ta chưa từng nghe nói đại kiếm tu trẻ tuổi như thế này? Chẳng lẽ kiếm mang là giả? Trước giờ ta tu luyện cùng sư phụ gần đây mới ra ngoài luyện tập, hay là tìm ngươi tỉ thí với ta xem? Chuyện đó thì không cần. Nếu là đồ đệ của kiếm ẩn tu sĩ, người đâu, hãy sắp xếp phòng thượng đẳng cho vị công tử này. Wow, đây là phòng thượng đẳng à? Đúng là xa xỉ quá. Cà, căn phòng này lớn quá, đệm cũng mềm nữa. Linh Nhi à, không phải ta mắng muội đâu, nhưng muội còn nhỏ, bây giờ còn chưa hiểu thế sự. Sau này cà sẽ cho muội được ở căn phòng to hơn thế này. Cà ơi, đệm này thật mềm đấy. Mềm vậy cơ à, ta cũng muốn thử. Diệp công tử, ta đã chuẩn bị cho người chuẩn bị đồ ăn. Chuyện lúc trước là xin lỗi, là lỗi của ta, xin đừng để ý nhé. Wow. Hả? À không đâu. Không biết xưng hô với cô nương như thế nào. Ây da, sao lóng Luffy thế nhảy. Không còn nói nhiều, thấy đồ ăn là lao tới. À chuyện đó à, ta là Hạng Hương Mộng, là người quản lý của vân thuyền của Tí Tiền Lâu này. Hàng cô nương còn trẻ như thế mà đã là phụ trách chuyện buôn bán lớn như thế này, thật Diệp là lợi hại. Công tử khách sáo quá rồi. Ngươi mới là lợi hại, còn trẻ thế này mà đã là đại kiếm tu. Không biết sư phụ của ngươi là ai? À, Linh Nhi, mau tới đây ăn cơm. Nếu như hàng cô nương không có chuyện gì khác thì cứ đi làm việc đi, đừng quan tâm tới ta. Ta sẽ tự nhiên chứ ở nhà. Được, vậy ta sẽ không làm phiền Diệp công tử ăn cơm nữa. Cái tên họ Diệp này không hổ là kiếm tu, tính cách thật là kỳ quặc, không thể khai thác được thông tin gì. Tiểu thư, người sắp xếp cho bọn họ phòng thượng đẳng, cố trưởng lão sẽ lại làm khó người đấy. Vậy thì càng tốt, tới lúc đó hắn ta có thể giải quyết luôn cố trưởng lão kia hộ chúng ta. Tiểu thư à, gặp chuyện gì người cũng muốn tính toán món lợi nhỏ thì làm sao có thể gặp được bạn bè thực sự chứ. Nói như vậy là cô nàng này không có bạn bè à? Không khí trời trong lành, mây bay từ từ. Trên mây có một con thuyền có cái cánh đang bay đi. Cà, bố nhìn kìa, những ngọn núi kia nhìn xa trông thật là nhỏ. Lên gì, chậm thôi, phải chú ý an toàn. Hey, con nhỏ chưa biết sự đời. Quần áo thì rách nát, ngay cái quần áo người cũng không mua nổi à. À, quần áo là mặc là được rồi. Dù sao thì ta cũng có cà cà. Cái gì? Đây là linh bảo cực tốt, giá trị hơn 1000 vạn, người có không? Ta có cà cà. Cha ta là thành chủ Thiên Sơn, thành Lục Tiêu Thiên. Cà cà ngươi là cái thá gì chứ? Bạn béo à, cà cà ta nói làm người phải biết kiềm tốn, nếu không ra ngoài sẽ bị dễ đánh, bị đánh lắm đấy.
Công nhận, cô nàng này còn nhỏ thế mà đã biết ăn nói như vậy rồi. Nếu muốn đánh thì đánh cha ta, cũng đâu có đánh ta đâu. Còn nữa, cha ta nói ta còn béo mà rất mạnh mẽ. Cha ngươi thật là lương thiện. Linh Nhi, đây là bạn mới của muội à? Wow, đã xin cho con một anh trai đi. Ây cha, thiệt là vui tính. Phòng ngủ của Hàng Hương Mộng. Ngươi, cho một tên thiếu niên vô danh ở phòng thượng đẳng à? Cố trưởng lão, người đó là một đại kiếm tù, chẳng lẽ không được à? Wow, rất là thoải mái, ăn nho xanh. 17, 18 tuổi, đó là đại kiếm tù. Sao người không nói hắn là An Quốc Sĩ, An Lang Tú luôn đi? Cố trưởng lão, ta muốn biểu lộ thầm trung thành với đại biểu ca đó à? Bốn trưởng lão chỉ là đang làm chuyện nên làm. Nếu như Tam tiểu tử cảm thấy không được thì ta có thể tố cáo ta. Ngươi muốn bò lên cao, ta cần đạp người xuống. Tam tiểu thư làm việc không đủ công từ phần mình, thì vậy thì bốn trưởng lão chỉ có tự xử lý thôi. Tiểu thư à, tính kế tên thiếu niên kia với cố trưởng lão có thể đang rước họa vào thần đấy. Đây là một cơ hội gia tộc điều ta đến giúp đỡ cho đại ca ổn định các thế lực ngầm. Nếu như không làm vậy thì mãi mãi ta sẽ không nắm giữ được việc buôn bán của Thiên Thành Sơn. Phòng thượng đẳng của Tí Tiền lâu ta, một tên nghèo nàn như ngươi cũng xứng ở à? Tập 20. Những Hứa Mộng tỷ tỷ đã cho bọn ta ở mà. Thế thì đã trả tiền chưa? Còn phiền phí thì sao? Chà, bọn họ bắt nạt người khác, cứ xem đã. Phong cách làm việc của Tí Tiên Lột làm cho Diệu Mộ ấn tượng sâu sắc. Nếu đã như vậy thì bọn ta cũng chẳng còn gì phòng thượng đẳng của các người. Không có phiền phí, bổn trưởng lão cho rằng các người cố ý vào phòng thượng đẳng ăn trộm thì có. Bắt bọn chúng cho ta, giết chết rồi ném ra khỏi thuyền. Con nhỏ khốn kiếp, chết đi. Linh Nhi. Ồ, một vòng sáng kiếm từ trên trời xuống, to hơn con thuyền cả trăm lần. Thật là biến thái. Ngươi lĩnh ngộ kiếm tầm đấy à? Chết về con. Quả thật là kiếm tầm, đánh hay lắm. Chà, kiếm tầm là cái quần gì thế? Ai bảo ngươi thường ngày không đọc sách chứ? Chỉ khi ngộ lãnh ngộ được kiếm tầm mới có thể trở thành kiếm đại tông sư. Các hương quốc chỉ có một kiếm đại tông sư. Cậu thiếu niên này có tiền đồ vô lượng, kẻ nào dám động tới muội muội của ta đều phải chết. Ồ, chỉ cần muội muội ngươi gặp nguy hiểm thì sát ý tăng lên gấp trăm lần trong nháy mắt. Kiếm tầm cũng có phải là củ rầu cải đâu, sao nói có là có luôn thế? Không biết tự lượng sức. Nơi này không phải nơi người có được làm loạn. Không được rồi, cố trưởng lão đã tới Lăng Không Cảnh, cho dù cậu ta đã lĩnh ngộ được kiếm tâm cũng không thể đánh thắng. Tập 21. Tiểu thư nghi to rồi, Diệp Huyền đã lĩnh ngộ được kiếm tâm, cố trưởng lão sắp bị đánh chết rồi. Lĩnh ngộ được kiếm tâm siêu như vậy luôn à? Rớt chén. Chúng ta mau đi ngăn cố trưởng lão lại, đắc tội kiếm đạo sự tồn hậu quả không thể lường trước được. Cũng được, giờ cũng là lúc ta xuất hiện rồi. Đại ca cố lên, đánh hắn đi. Ta là đại trưởng lão của Tí Tiên Lộc, nếu như động tới ta chắc chắn Tí Tiên Lộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tí Tiên Lộc có bỏ qua hay không không còn người quản phải quan tâm, ngươi sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa đâu. Diệp công tử, chuyện này hãy bỏ qua đi. Tiên Lộc ta nhất định sẽ phạt nạn hắn, lấy lại công đạo cho Diệp công tử. Hàng tiểu thư đến thật là đúng lúc quá, chuyện này cũng do ngươi mà ra cả. Dừng tay, mau thả tiểu thư. Còn phải nói sao, cô ta mượn tay ngươi để giết ta đấy, sau đó thuận tiện làm ơn với ngươi luôn, thế mới là lôi kéo được ngươi. Đáng tiếc tính kế hỏng rồi. không phải Diệp công tử, ngươi đừng nghe hắn nói. Nói nhiều, chết đi. À, thế là anh ta đã đi rồi. Kiếm mang,
Thằng nhóc này đã là đại kiếm tu rồi, tháo nào lại mạnh như thế. Diệp Huyền, ta có thù tất báo, con tất trả. Nỡ mặt ngươi đã cho ta và muội muội ăn một bữa cơm chiều, lần này ta tha cho ngươi một con đường sống, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Thiếu hiệp thật là cuồng dã, ai đang nói đấy? Có người đang cưỡi trên một con diều hâu, à một con cò. Mau nhìn trên trời kia. Không ngờ rằng quân quốc ta thật là nhiều nhân tài. Nói đi, sau lưng ngươi là thế lực nào? Sao lại dám giết người của Túy Tiên Lầu ta? Sao nào, nếu như thế lực sau lưng ta lớn thì có thể được sống à? Ngươi đang nằm mơ đấy à? Bốn lâu chủ đang nghĩ đến có nên hủy diệt cái thế lực đằng sau ngươi một thể không? Hàng lâu chủ, không biết có thể nỡ mặt ta mà bỏ qua lần này không? Con nghĩ rằng thành chủ cũng ở đây. Chẳng qua đây là chuyện riêng của Túy Tiên Lầu ta. Bốn lâu chủ khuyên ngươi đừng nên tham gia thì hơn. Bắt nạt hai đứa trẻ để câu lầu chủ không sợ bị người đời phỉ nhổ sao? Xin hãy nỡ mặt ta. Ta nói lại một lần nữa, đây là chuyện riêng của Túy Tiên Lầu, không nỡ mặt kẻ nào hết. Các hạ, Túy Tiên Lầu muốn ý thế bắt nạt người khác, nhiều lời với bọn họ không để làm gì đâu. Xin cảm ơn đã giúp đỡ. Trên đời này cường giả vi tôn, Túy Tiên Lầu ta ý thế người đấy. Người có ý kiến cũng nuốt vào bụng đi. Nếu như người không nói ra thế lực phía sau, vậy chuyện này do một mình người nhận trách nhiệm phải không? Được, muốn giết thì giết ta đây, đừng có mà giết cả ca ta. Lâu chủ, chuyện này cảm miễn. Đến khi tới đô đồ, ngươi tự thỉnh tội với gia chủ. Để thi thể của hai đứa nó ở đầu tiên, để cho người ta biết Túy Tiên Lầu ta ủy thiếp người đấy. Không phục thì tới đây mà phản đối. Nói hay lắm. Diệp Huyền, xem cho kỹ, hôm nay ta sẽ dạy ngươi thế nào mới là ý thế hiếp người. Tập 23. Nói hay lắm. Diệp Huyền, hãy nhìn cho kỹ đây. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi thế nào mới gọi là ý thế hiếp người thực sự. Chuyện gì thế? Tiền bối có thể ra ngoài sao? Kiếm tới. Đây mà gọi là kiếm à? Phải gọi là lốc xoáy. Đây mới gọi là cao thủ thật sự. Chà, nhìn kìa, sông phía dưới khô cạn hết rồi. Hút hết nước sông làm kiếm, sợ là kiếm tông ở Hoàng Thành Khương Quốc cũng không thể làm được. À, không biết các hạ là ai? Không cần nói nhiều, cho một kiếm đã. Chết. Vạn Sơn Ngữ, thủ hộ. Cái gì? Mới xuất hiện chỉ có một chấp thôi mà, chẳng lẽ ra đi luôn sao? Ờ, chết chưa? Một kiếm định sinh tử vừa nãy, đã hiểu chưa? À, lúc nãy nhanh quá, hay là tiền bối làm lại lần nữa đi. Ngươi đúng là biết kiếm chuyện, biết chiếm tiện nghi đấy. Cái tên đang giả chết kia, không đứng dậy thì ta sẽ không lưu tình nữa đâu đấy. Đừng tiền bối, lần này là do Túy Tiên Lầu ta. Ây da, tiền bối, xin hãy lưu tình.
Ây da, tội nghiệp anh chủ Tí Tiên Lộ. Ra oai chỉ được có một đáp thôi. Đừng có phí lời. Không giết ngươi là bởi vì ngươi nhìn cho rõ cái gì gọi là bắt nạt. Bây giờ hãy gọi người mạnh nhất trong các ngươi ra đây. Dạ, gọi liền đây. Tại hạ là bác lầu chủ, ai dám chọc tới người có Tí Tiên Lộ vậy? Lại thêm một người tới nữa, cũng cởi trên một con chim. Ây da, cái đồ ngốc, mới nói được có một câu thôi, ai thấy nhỉ còn chưa kịp nhìn thấy mặt luôn. Vãn bối là tàm lầu chủ của Tí Tiên Lộc, mong kim tiền bối bớt giận, xin đừng làm khó những tiểu bối bọn ta. Làm khó vừa mới đây thôi, cấu lâu chủ nhà ngươi cũng muốn trèo thì thở của một người của ta lên trên đầu thuyền kìa, vậy tức là đã làm khó ta đấy. Đều là chuyện tốt ngươi làm ra đấy. Anh bạn, chuyện này là do Tí Tiên Lộ không đúng, mong rằng đại nhân sẽ không chấp nhận tiểu nhân để cho bọn ta một con đường sống. Chuyện này thì phải đi hỏi sư phụ của ta đã. Người đâu, mau đem hắn xuống cho ta, trèo thì thở đầu tiên để tạ lỗi với kiếm tiền bối và anh bạn này. Ta biết sai rồi, tàm lâu chủ xin tha mạng. Tiền bối giải quyết như vậy, ngài đã hài lòng chưa? Đi đi, trả nước về hồ. Ngay cả kiếm tiền cũng không thể nào làm ra được cái chuyện thế này. Rốt cuộc cô gái này là ai? Lần này coi như các người biết điều. Nếu như người của Tí Tiên Lộ không phục thì có thể tới báo thù. Ta là vô địch, tùy ý các người. Coi như nở mặt ông nội người, khi nào đến đế đô thì hãy tự kiềm điểm đi. Sau này ngươi không cần phải quản lý chuyện của Tí Tiên Lộ nữa. Tiểu thư, may mà lần này Diệp công tử còn tính toán với người, nếu không thì chúng ta cũng khó mà qua nổi kiếp này. Nhưng ta cũng đã mất đi cơ hội kết giao với hắn rồi. Đã xin lỗi chuyện vừa nãy, thì đây là thể dành cho khách quý của chúng ta, xin hãy nhận lấy. Ồ, vậy thì xin cảm ơn. Nếu không có chuyện gì khác thì bọn ta quay về nghỉ ngơi đây. Hết giận chưa, đồ đệ ngon của ta? Ây da, ước gì có sư phụ thế này, trời ơi. Thật là hả giận, sao tiền bối có thể ra ngoài được thế? Ây da, liều chưa? Đâu, nhẹ thôi. Đây là nỡ người bảo vệ mùi mùi đấy, kiếm tù là phải có phí phách của một kiếm tù. Nhưng mà lần này ta đi ra cũng phải trả giá. Phong ấn tầng thứ hai đã bị giảm xuống còn 4 tháng nữa sẽ biến mất. Những chuyện này sau đó thì ngươi biết rồi đấy. Nếu như ngươi vẫn không tìm được phương pháp phòng cấm, vậy thì chỉ có chết. Thưa quý khách, vân thuyền đã tới đế đô, xin quý khách không tự ý xuống thuyền mà hãy đợi thuyền an toàn đáp xuống. Đúng là thế giới của thần tiên. Qua, đây là thế giới của tiên ở mà. Dù là đồ toàn là gỗ nhưng quá hiện đại. Đại ca, đợi ta với, đợi muội với chứ. À không phải, đại ca, ngươi đang gọi ta đấy à? Đúng thế, ở trên thuyền đại ca cực kỳ lợi hại, ta đã nhìn thấy hết và rất hâm mộ. Sau này Quỳnh chính là đại ca của ta. Đúng rồi, phải có một vài tên béo mới vui được. Ngươi gọi ca ca của ta là đại ca, vậy thì gọi ta là gì? Tiểu muội muội, ai vậy thì không được đâu. Tình cảm của hai anh em ta đúng là thật khiến người ta hâm mộ. Lục thành chủ, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ chuyện ở trên thuyền. À không cần phải nói thế, ta cũng chẳng giúp được cái gì. À đúng rồi, lần đầu các người tới đế đô chắc là chưa có chỗ ở phải không? Hay đến phủ của ta đi, để cho ta chiêu đãi hà niệm cầu thật tốt. À không phiền phức thế đâu, ta tính là tới thẳng học viện
thương mộc luôn. Tuần sau học, viện thương mộc mới mở. Bây giờ đến cũng không đi làm gì. Nè nè, đi đi, đừng khách khí. Diệp Hiền, chúng ta cùng cạn ly đi. Cha, đừng uống nữa. Con còn muốn đại ca dạy luyện kiếm. Cha, đừng ngăn cản con trai trở thành kiếm tu. Vậy, thằng béo nó ăn kinh khủng quá. Cái gì, ăn mà cũng không ngăn được miệng con. Nghĩ rằng trở thành kiếm tu dễ lắm mà. Vậy ngươi trở thành một kiếm tu cũng không khó. Nhưng có một vấn đề. Phải giảm béo trước. Cái gì? Giảm béo. Giờ sao đây? Thành chủ, tối nay đại hoàng tử tổ chức yến tiệc mời, mời ngài tới tham dự. Đúng lúc Diệp Hiền cũng đang ở đây, nếu như không ngại thì hãy đưa cả Linh Nhi cùng đi nhé. Lục thúc, yến tiệc của đại hoàng tử mà ta cũng có thể được tham gia sao? Thực ra thì mỗi năm học viện thương mộc lại kiểm tra, chỉ có một số thiên tài tới đế đô tham dự. Mục đích của yến hội lần này chính là chiêu đãi tốt tất cả mọi người. Người có học viện thương mộc chắc chắn không gặp trở ngại gì. Hãy nhân cơ hội này mà kết giao nhiều mối quan hệ. Ở đế đô, quan hệ rất quan trọng. Lục thúc nói cũng rất đúng. Hơn nữa, ở đế đô lại là nơi tụ họp của rất nhiều nhân tài. Có thể có người biết được cách chữa bệnh cho Linh Nhi. Tập 26. Người vào học viện thương mộc chắc chắn không gặp trở ngại gì. Hãy nhân cơ hội mà kết hợp, kết giao nhiều mối quan hệ. Đúng rồi, Lục thúc nói cũng rất đúng. Hơn nữa đế đô là nơi tụ tập của nhiều nhân tài. Có thể có người biết cách chữa bệnh cho Linh Nhi. Được, vậy xin cảm ơn Lục thúc. Ồ, chuyện nhỏ thôi mà. Lục thúc, ca, muội hơi buồn ngủ, không đi đâu. Được rồi, vậy thì ngủ ngon nhé, đợi ca về. Trong đêm, trời nhiều sao. Lục thành chủ, đại hoàng tử đã chuẩn bị một số tiết mục, ngài là người mới tới, có tới tham gia hay không? Không, cứ cho ta tới gặp đại hoàng tử luôn là được rồi. Lục thúc, cô ấy vừa nói tiết mục gì thế? À, tiết mục quá hả? Tiết mục gì? Người nghe nhầm rồi, ta có nghe thấy gì đâu. Tiết mục mà đàn ông ai cũng mơ. Wow, cái ngôi nhà to khủng khiếp ơi là khủng khiếp. Đại hoàng tử ở trong phòng này, mời thành chủ vào. Anh bạn, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi vào gặp đại hoàng tử rồi sẽ ra ngay. Đại ca, đây là da của xích hổ đó. Sao, cái tên béo này đúng là tròn o luôn. Mỗi tấm giá trị cả triệu lượng vàng, tuy tiền lầu này còn giàu hơn cái nhà ta nữa. Ta là Dư Bất Nhị, thế tử của nhà họ Dư ở Tuyên Thành. Xin hỏi người anh em là thế tử nhà nào? Diệp Huyền ở Thanh Thành chỉ là tán tu thôi. Người đế đô đúng là nhắc là nhiệt tình thật. Ồ, hóa ra chỉ là một tán tu. Ai làm phiền rồi. Ta là Dư Bất Nhị, thế tử nhà họ Dư ở Tuyên Thành. Xin hỏi người anh em là thế tử nhà nào? Ta là Mạc Tiêu, thế tử nhà họ Mạc ở Viên Thành. Chào Dư huynh đệ. Ồ, hóa ra là Mạc huynh. Hôm nay vừa gặp đã thấy thật là thân quen. Nào, chúng ta không say không về. Đúng là một lũ người thiếu cận. Đại ca, có cần ta xả giận cho huynh không? Thôi được rồi, vật hợp theo lời, người không cần phải tức giận. Nói hay lắm, không hổ là người được Lục thành chủ coi trọng. Tập 27, mau nhìn kìa, đại hoàng tử đấy. Người kia tình là may mắn, được đại hoàng tử khen ngợi kìa. Vậy thì sao chứ, cho dù được khen thì cũng chỉ vậy thôi. Diệp Huyền, đây là đại hoàng tử của Khương Quốc. Khương sinh mệnh ở Lộc Niệm Sinh. Diệp Huyền, từ Thanh Thành. Lục chủ, dạ, nên hoa mắt rồi. Người này chỉ ở khía cạnh biến, mà cũng xứng đáng giới thiệu cho mình. Không đúng, Lục thanh chủ cũng là lão hồ ly, không thể nào đơn giản như vậy được. Lẽ nào nhất định là lão hồ ly này muốn mình thể hiện trân trọng người tài trước mặt mọi người rồi. Chỉ là cái mượn kế chứ mộ nhân tài thôi.
Diệp Huyền này không đáng nói. Ngươi đúng là càng già càng cay đó. Đại hoàng tử này không trò chuyện với Diệp Huyền mà lại liếc mắt với mình làm cái gì? Mà tùy thành tới. Lục thành chủ, bốn hoàng tử có chuyện gấp, ta phải đi trước đây. Đợi đã, đại hoàng tử, Diệp Huyền vẫn còn đang ở đây. Được rồi, ta biết ngươi có lộc, nhưng mà cô nương thân phận cao quý. Một lát nữa, ta sẽ quay lại phối hợp với ngươi. Lục thúc, mà tùy thanh là ai mà đến cả đại hoàng tử cũng phải ra nghiền đón thế? Cô ta không đơn giản, cô ta là đệ nhất mỹ nhân của đế đô. Đệ nhất mỹ nhân? Lý nào còn đẹp hơn cả An Lan Tú? Cái gì? An quốc sĩ nổi danh khắp nơi, nổi tiếng nhờ thực lực. Vì thế nên ấn tượng với người khác, đối với cô ấy đương nhiên không phải là dung mạo. Sau lưng mà tùy thanh là Mạc Gia, mà cả hoàng tộc cũng phải kiêng dè. Bây giờ các hoàng tử đều muốn lấy được cô ta để tranh giành vị trí thái tử. Xem ra là hoàng tử cũng chẳng dễ dàng gì. Sớm biết thế đã nói với đào hoàng tử về thân phận của Diệp Huyền rồi. Sợ nói quá nhiều thì Diệp Huyền không vui. Nhưng xem ra đại hoàng tử không xem trọng Diệp Huyền chút nào rồi. Ồ, lát mắt hết chưa? Wow, tu tiên mà có giày keo cao gót thế này rồi. Thiệt là cái tình. Đẹp quá, rụng tim rồi. Mặt cô nương tới tham gia yến hội của ta, chuyện này truyền ra ngoài thì ngày mai không biết có bao nhiêu người ghen tị đâu. Ta tới đây đã gặp Mộng Mộng, có quan hệ gì tới người chứ? Thanh Thanh, nói như thế sợ bị người ta, bị đại hoàng tử ghét mất. Hẳn dám. Mộng Mộng, chúng ta đã lâu không gặp rồi, hôm nay nhất định phải đi chơi. Không nỡ mặt đại hoàng tử chút nào. Mà Tiêu Thanh đúng là không biết điều. Ngài tự mình ngần tiếc mà cô ta dám có thái độ này. Ngươi thì hiểu cái gì, chinh phục phụ nữ như thế mới thú vị. Hắn mà cũng xứng à. Đừng nói ta nữa, Tiểu Mộng Mộng. Lúc nãy vào, ngươi cứ liếc mắt nhìn anh chàng kia, lẽ nào thích anh ta rồi? À không, không phải. Ta không thích, đừng có nói linh tinh. Mộng Mộng của ta như thế này chẳng lẽ là động lòng thật? Mộng Mộng, đàn ông chẳng qua chỉ là những phần thưởng đối với chúng ta mà thôi. Chơi đùa chút thì được chứ không thể thật lòng. Hơn nữa hắn xuất hiện tại đây, vậy tức là hắn cũng là một thiên tài, muốn bám víu vào đại hoàng tử. Đúng thế, một tên đàn ông mà thôi, chúng ta không cần phải va chạm. Va chạm? Từ này có ý nghĩa lắm đấy, cũng cực kỳ thần bí. Đi nào, hôm nay để tỷ tỷ dạy cho người thuật điều khiển đàn ông. Không người nào có thể chống cự sức hấp dẫn của tỷ tỷ đầy hết. Cái gì cơ? Thanh Thanh, nếu như nhất định cứ muốn tìm, muốn đi thì hãy nói chuyện khách khí một chút. Hắn không phải. Không biết công tử gọi là gì, tới từ nơi nào? Người tứ tiên lộ tới báo thù à? Diệp Huyền, tán tu. Một tán tu làm gì có tư cách mà vào đây? Ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi là ai? Quan tâm ta vào đây bằng cách nào, làm cái gì? Diệp Huyền, đây là Mạc Tùy Thành. Chẳng qua chỉ là khí biến cảnh thì có gì đặc biệt? Đúng là tình nhân trong mắt hóa tỳ thi mà. Diệp công tử hiểu lầm rồi. Chẳng qua là người ta chỉ muốn kết bạn với Diệp công tử thôi. Không biết có thể qua bên đó ngồi cùng với ta không? Trên đời này không có ai có thể từ chối yêu cầu của ta. Xin lỗi mà cô nương, bạn bè ta đều ở đây cả, không tiện đi. Lần sau nhất định sẽ qua. Cô ta tới chắc chắn không có ý đồ tốt, không nên có tiếp xúc gì thì hơn. Cái gì? Hắn ta từ chối yêu cầu của một đệ nhất mỹ nhân kìa. Thanh Thanh, đừng có quá miệng cưỡng, làm khó người ta quá. Quốc thêm chiêu này. Lý nào Diệp công tử coi thường ta, không muốn kết bạn với ta sao? Diệp Huyền kia thật là tự phụ, làm cho nữ thần phải khóc, tội không thể tha. Để xem ngươi đối mặt với áp lực dư luận như thế nào. Ta là xin lỗi mà cô nương,
mời quay về cho. Cái gì lại từ chối nữa? Cái thằng khốn, ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với Mạc tiểu thư lỡ phép? Chút đi, đây không phải là Trương Kỳ sao? Nghe nói đã đặc biệt trúng tuyển vào học viện Thương Mộc rồi. Hóa ra là thiên tài của nhà họ Thương. Vậy thì lần này tình kia thảm rồi. Còn ngươi là cái thá gì mà lắm nói chuyện với đại ca của ta như vậy? Huynh khủng khiếp quá. Chết đi, hãy xem ta đánh gãy xương cốt toàn thân của ngươi. Còn ta, lão này không coi men chính ra cái gì này. Mặt cô nương, vì phiền ta kết giao bạn bè phải có nhân phẩm, đừng có diễn kịch vớ và vơ vẩn trước mặt ta. Diệp Quyên, ngươi hiểu lầm rồi, Thương Kỳ không có quan hệ gì với bọn ta cả. Tiểu Mộng Mộng lại còn nói chuyện giúp hắn nữa, chẳng lẽ thật sự đã thích hắn rồi sao? Chuyện gì thế, sao lại tụ tập ở đây cả thế này? Nơi này là cái chợ phải đâu? Nơi này có phải là cái chợ đâu? Tham kiến đại hoàng tử. Đại hoàng tử, đây là một cơ hội tốt để tạo quan hệ với Diệp Hiền, ngài nhất định phải nắm bắt. Khương Niệm Sinh, ngươi nói cái gì vậy? Đang mắng ta là bà thím bán rau ở ngoài chợ đấy à? À, hóa ra là mặt cô nương là hiểu lầm thôi, không biết kẻ nào đã động tới cô nương. Người ta chẳng qua là muốn kết bạn với Diệp công tử đây. Thật là đáng tiếc, hình như Diệp công tử xem thường ta, còn đánh cả Thương Kỳ nữa. Phải đấy, đại hoàng tử, loại người thô lỗ như thế này làm sao có tư cách tham gia yến hội cùng chúng ta? Nên lập tức phái người đuổi hắn ra ngoài, để tránh hắn làm bẩn mắt của mặt cô nương. Đánh Thương Kỳ? Sao bị thương thành thế này? Mau đưa người đi trị thương đi. Tuân lệnh. Ngươi tên là gì ấy nhỉ? Đại hoàng tử, đây chính là Diệp Huyền lúc nãy đó. À phải rồi, Diệp Huyền. Chuyện lúc nãy ta đã hiểu rồi, ngươi làm nhục mặt cô nương, lại còn đánh Thương Kỳ. Không mau đi xin lỗi à. Tập 30, các vị yên tâm, nhất định bổn hoàng tử sẽ đòi lại công bằng cho mặt cô nương. Xin lỗi nhé, Diệp Huyền. Lục thúc, chuyện này chẳng liên quan gì tới Lục thúc cả. Thôi xong, tới này thì đại hoàng tử sẽ ban cho Diệp Huyền tội chết rồi. Đại hoàng tử rất có thủ đoạn, là lúc lôi kéo lòng người, một mũi tên trúng nhiều đích nha. Đừng nói nữa, hãy quỳ xuống xin lỗi để biểu đạt thành ý. Nếu không thì hôm nay ngươi đừng có mơ rời khỏi Tý Tuyên lâu. Chẳng qua là hy sinh một tán tu có thể ra ngoài trước mặt mặt cô nương, đây là một món hời lớn. Đợi đã, xin mặt cô nương hãy nở mặt bốn thành chủ, chuyện này có thể cho qua không? Lục thành chủ, ta chẳng qua chỉ là muốn kết bạn với Diệp công tử mà thôi. Ây da, nổi giả tâm lên rồi. Là do hắn rác tội với tất cả mọi người, thành chủ nói với ta chuyện đó để làm cái gì? Điều này. Tình khốn kia, ngươi cười cái gì? Ta cười cái loại phụ nữ như ngươi, dựa vào một chút sắc đẹp và thế của bản thân, cho nên ngươi cảm thấy rất vui vẻ khi cả đám người xung quanh hành động một cách ngu ngốc vì từng lời nói cử chỉ của ngươi sao? Ta thứ cho ta nói thẳng, đừng nói là ngươi muốn làm bạn với ta. Cho ngươi, cho dù ngươi cởi sạch quần áo nằm trên giường ở trước mặt lão tử ta, ta cũng chẳng thể nào hứng thú nổi. Ngươi đáng chết. Chúng wow. Mền chính nhìn đã sáng trong lành hơn, giăng ra cả khúc. Cũng có chút bản lĩnh đấy, để xem ngươi có thể chịu được mấy chiêu. Muốn biết được mấy chiêu thì đến đây. Coi như ngươi có chút bản lĩnh đấy, để xem ngươi có thể chịu được mấy chiêu đây. Diệp công tử, tuy rằng chuyện này ta không có cố ý, nhưng cũng do ta mà ra, vì vậy ta xin thay mặt thành thành xin lỗi công tử. Tiểu Mộng Mộng, rốt cuộc người đứng về phía nào hả? Thành Thành, nếu ngươi thật sự coi ta là bạn bè thì đừng có gây chuyện phiền phức nữa, coi như ta xin ngươi đó. Ngươi không nghe những gì hắn nói sao? Sao có thể bỏ qua như thế được?
Đúng đấy, tuyệt đối không thể. À cô nương, đừng lo lắng cho ta đây. Sẽ không để cho hai người phải ấm ức đâu. Ta nhất định sẽ làm hắn phải trả giá vì đã làm nhục mạ cô nương. Đại hoàng tử tên là Y Phong. Ai tên nhảy? Ồ, cô nàng này là cô nàng thách đấu mình chính đây mà. Ơ, thần kiếm An Quốc sĩ. Khương quốc khó khăn lắm mới có được một nhân tài. Hành động hôm nay của đại hoàng tử thật là ngu xuẩn. Cảm ứng hơi giật giật, để cố gắng kéo cho nó không giật nhé. Diệp Hiền, chẳng qua chỉ là một tán tu, không chỉ làm nhục mặt cô nương, lại còn đánh tương kỳ nữa. Đại hoàng tử, ta nghĩ ta mù rồi à? À không dám, ta không phải như thế. Nếu như không phải, vậy tôi hủy bỏ chiêu chức chiêu đãi tần sinh của người. 5 năm sau mới được nhậm chức lại. Cái gì cơ? Diệp Huyền chỉ là một tán tu, trừng phạt như thế có hơi quá đáng không? 10 năm. An quốc sĩ, xin hãy nở mặt phụ hoàng. 20 năm. Được, ta nghĩ An quốc sĩ là được. 20 năm, đừng thêm nữa. Mạc cô nương, ngươi là đại diện lớp trẻ của Mạc gia, những hành động ẩu trĩ như thế này sau này ít làm thôi. Thấy sao? Thanh Thanh, đây là An quốc sĩ đó. Không trả lời là vì thấy oan ức hay là không phục? Tác giả vẽ khuôn mặt đẹp quá. Á An quốc sĩ, Thanh Thanh biết sai rồi. Xin An quốc sĩ nở mặt ta, mặt da mà tha chuột ấy một lần đi. Cũng được, hãy chuyển lời tới gia chủ Mặt Gia. Diệp huynh là bạn của ta, nếu như người Mặt Gia còn dám vô cớ gây chuyện thì đừng trách ta không khách khí. Thanh Thanh, Thanh Thanh, anh cô nương thật là bá khí, nhưng cô ta sẽ không sao chứ? Không sao, ta không dùng nhiều lực, ngất đi một chút thôi. Ta ấy da, nơi này quá tục tiểu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đại ca, nhớ xin chữ ký của An quốc sĩ giúp muội. Sao lại là muội? Lúc nãy An quốc sĩ còn gọi hắn là Diệp huynh nữa. Thật là đáng kiêng tị, hắn ta sao có thể thân thiết được với An quốc sĩ như thế? Ta bực mình các ngươi thì sao? Lục thành chủ, người phải giúp ta. Đắc tội với An quốc sĩ thì sợ rằng hoàng vị của ta cũng xong rồi. Cho ngươi một cơ hội thì không nắm bắt. Đi hồn vị là đáng đời. Nếu như Khương quốc mà rơi vào tay người thì chắc là ngày diệt vong không xa. Wow, tác giả có cần vẽ đẹp như vậy không chứ? Anh cô nương, xích nữa thì ta bị kéo gãy cả tay rồi đấy. Ngươi vừa gọi ta là cái gì? An cô nương, căng tay này lau mồ hôi đi. Sau này gọi ta là Tiểu An, bạn bè đều gọi ta như vậy. Thế này có phải là thân mật quá rồi không? Thân mật? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta giống Mạc Tùy Thành cũng đang tìm cái gây chuyện với ngươi, cho nên không muốn làm bạn với ta sao? Sao lại thế được? Vậy cô cũng đừng gọi ta là Diệp Quỳnh nữa. Được, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Quyền Tử nhé. Này này, Tiểu Quyền Tử. Không ngờ chỉ mới mấy tháng mà Tiểu Hoàng Tử đã lĩnh ngộ được kiếm tâm, tức là lợi hại. Sao có biết ta lĩnh ngộ được kiếm tâm vậy? Đôi mắt của ta khá đặc biệt, có thể nhìn thấy được bản chất của người khác. Ồ, không phải cái bản chất mà người đang nghĩ đâu. Còn nghĩ linh tinh nữa là chém người đấy. Ta biết rồi, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Thực ra thì bây giờ ta chưa tới người khi cảnh, còn cách xa lắm. Cảnh giới không nói lên điều gì cả, sức mạnh mới là quan trọng. Ta thấy Lăng Không Cảnh cũng chưa phải là đối thủ của người. Tiểu Quyền Tử, mai là ngày học viện thường mộc chiêu sinh, đừng có quên đấy. Yên tâm, nhất định ta sẽ vào học viện, tới lúc đó chúng ta lại tỷ thí lần nữa. Ca ca, cái này nứt rồi. Tập 33. Đại nhân, đã về rồi sao? Căn phòng của Linh Nhi tiểu thư sắp biến thành một hầm băng rồi. Hầm băng? Xảy ra chuyện gì vậy?
Chà, con biết Linh Nhi tỷ sao rồi. Đây là hàn khí, nếu như cứ thế này, Linh Nhi sẽ bị hàn khí nuốt chửng mà chết mất. Trong nội tâm thâm thẳm, có một con chim công đang ngủ. Mắt này chắc là biến thành nữ đó. Hỏa tới. À, tay cha có sao không? Ừ, vết thương nhỏ thôi. Chỉ là không ngờ rằng hàn khí trong cơ thể Linh Nhi lại mạnh đến mức đó. Người, mau đi gọi Diệp Quyền về đi. Dạ. Con trai, mau đi gọi người mang nước nóng và nhiều khăn tới. Nhất định phải bảo vệ nhiệt độ cơ thể cho Linh Nhi. Không đi tìm đạo tắc mà lại có thời gian tâm tình với con gái cơ đấy. Sao muộn thế này mà tiền bối vẫn chưa ngủ? Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra lão phu. Thảo nào, lại được tiểu thư nhà chúng ta tán thưởng. Ngươi đúng là không giống người bình thường. À, không phải đâu ông. Lần này lão phu tới là để cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ bất chính đối với tiểu thư nhà ta. Nếu không thì ngươi sẽ có kết cục rất thảm đấy. Tiểu tử, cho dù có oán hận thì lão phu cũng chẳng có tác dụng gì. Hãy nhớ lấy rằng hai người không phải người cùng thế giới. Nửa đêm nửa hôm tự nhiên hiện ra nói mấy câu giả thần giả quỷ, đúng là thần kinh. Ngươi lại ông tới tiểu thư nhà nào đó rồi, người ta đến tận cửa kìa kìa. Tiền bối nhất định nhất cử nhất động của ta tiền bối đã biết rõ mà. Cớ cả đi vệ sinh hay tắm rửa cũng đều trong phạm vi quan sát của người đấy thôi. Ơi thầm nhìn ngươi đi vệ sinh hay tắm rửa hả? Đừng có mà nổi linh tinh. À tiền bối bình tĩnh đã nào. Ta đâu có nói người nhìn trộm đâu. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Ấy da, đừng, dù sao cũng là sư phụ mà. Đồ nhi biết sai rồi. Ấy da, trúng mày thế kìa. Ờ không sợ chứ. Đâu, đâu quá. Hả? Diệp công tử. Công tử, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Hả? Ta nhớ ngươi là người của phụ lục thốt. Xảy ra chuyện gì mà vội thế? Lục đại nhân, bảo tôi tìm đến người Linh Như tiểu thư. Mới nghe chữ Linh Nhi đã mất hút rồi. Vừa gặp phải chuyện của Linh Nhi đã vội vàng như thế rồi. Tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng không biết bao lâu rồi chưa chơi vui thế này. Chắc đã là vài tỷ năm rồi. Lúc mà trái đất đang hình thành, chắc là cái thời kỳ kỷ nguyên trắng quá. Không, vài tỷ năm là trái đất chưa hình thành rồi. Anh em nhảy. Linh Nhi, sao rồi? Đại ca, sao bây giờ mới chịu về? Hả? Tiền bối, còn cách nào cứu được Linh Nhi hay không? Lần này hàng độc lại làm vỡ cả thiền hỏa hàng ngọc. Ngươi hãy đưa khối ngọc đó đây để ta xem có thể sửa được không. Linh Nhi, hãy kiên trì. Chỉ còn ngày mai ta vào được học viện Thiên Ngọc Thương Mộc, có y sư của học viện, sau này muội không cần phải chịu đựng hàn độc nữa. Tập 35. Wow, ngôi nhà giờ đẹp quá, theo tầng vậy. Học viện Thương Mộc. Điện thoại cảm ứng hơi cụ bắp, đâm ra kéo truyền nó hơi giật giật, anh em thông cảm nhé. Không hổ lò viện Thường Mộc, chiếm cả một cái núi luôn. Âm thanh châu Âu viện Thường Mộc cũng giống như tí tiên lầu vậy. Rất nhiều triều đại đã trôi qua, nhưng vẫn còn tồn tại sừng sững. Có phải những nơi khác của Khương Quốc cũng có hổ viện Thường Mộc không? Có, nơi này chỉ là phân viện mà thôi. Nghe nói thì tổng viện của Thường Mộc nằm ở Tần Châu. Đó là một nơi rất là xa. Diệp Huyền, ngươi rất giỏi, ta tin rằng ngươi có thể đến được Thần Châu. Nơi đó xa quá, bây giờ có thể vào được phần viện đã là tốt lắm rồi. Chẳng qua chỉ là tổng viện Thường Mộc, sau này ta cũng có thể vào. Ghê gớm chưa? Thằng cha nó tức thằng con nổ quá mà. Tiểu tử thối, đừng có mà nói là tổng viện để vào được phân viện này thôi.
cha ngươi đã phải dùng không biết bao nhiêu mối quan hệ mới được đấy. Cha, Diêm đại ca còn đang ở đây, cha phải tôn trọng con một chút chứ. Không sao đâu, béo. Sau này ca ca sẽ đưa chúng ta đến đó. Linh Nhi tỷ thông minh nhất. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Một cuộc hành trình mới. Lão Phu là ngồi viện của Thường Mộc Thương Trọng. Hôm nay chiêu sinh tổng cộng có 20 người, có 3 vòng. Nếu như có nhiều hơn 20 người vượt qua 3 vòng, vậy thì những người xếp thứ 20 tỷ thí, người thắng ở lại. Wow, người đông như kiến. Ở đây có hơn 1000 người mà chỉ lấy 20, vậy thì tỷ lệ cạnh tranh cực kỳ cao. Vòng đầu tiên vào núi, người nào không thể leo lên được 9 tầng lầu để vào núi thì lập tức thi trượt. Lục thúc, bài kiểm tra này của học viện Thường Mộc cũng đơn giản như vậy sao? Không đơn giản đâu. Nơi này có tập trận, cứ lên một tầng thì lại chịu nhiều áp lực hơn. Người khí cảnh bình thường đều không thể vượt qua. À, thấy ổn chứ? Tập 36, ca ca ổn chứ? Yên tâm đi, ca sẽ tự dựa vào sức lực mình để thi vào viện. Nếu như thật sự không được, Tiêu An, An quốc sĩ còn đưa cho ta một khối ngọc bội, dùng cái đó chắc chắn là vào được. Diệp Huyền, cổng lớn đã mở rồi, chúng ta vào sớm chuẩn bị một số thứ. Cha, con đi vệ sinh, con sẽ ở bên ngoài để cha ra. Cái thằng nhóc này đúng là không biết xấu hổ. Không ngờ học viện Thương Mộc lại còn có một kiếm trận lớn như thế này, thú vị thật. Tiền bối, đây là kiếm trận à? Đúng thế, tuy rằng không có lực tấn công, nhưng lực phòng ngự. Nhưng đây là một kiếm trận cực kỳ độc ác. Độc ác? Phải, tác dụng của kiếm trận này để phòng ấn những tàn niệm cuối cùng của chủ nhân thành kiếm trước. Đây, ở bên trong kiếm, nói chung là để làm nhục đối thủ, không ở đây cũng có. Lại còn có cả kiếm trận như thế này, học viện Thương Mộc này đúng là không sợ gây thù oán mà. Kẻ có thể xây được một kiếm trận thế này thì sợ chẳng ai dám đụng tới đâu. Tất cả những ai tham gia cuộc thi có thể trèo lên được bậc cao nhất, đứng trước mặt ta coi như đã vượt qua cuộc thi. Xông lên. Lục thúc, xin hãy trông chừng Linh Nhi hộ ta một chút. Đưa cái đề đó cho ta. Cố lên ca. Hả? Linh Nhi, hàng độc lại phát tác rồi sao? Hay là chúng ta về nhà đợi tin tức? Tội em gái quá. Lục thúc không sao đâu, có nổ ngọc, ta muốn nhìn thấy ca ca vô được học viện Thương Mộc. Việc gì phải khổ như thế? Ca ca vì ta mà chịu bao nhiêu khổ sở, chịu đựng nhiều hơn ta gấp vạn lần. Nếu ca ca cứ thơ vào